Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Quái La Lin. Cô bác ơi, trong cái lúc mà thời gian là đang chờ đợi cửa của nhà ba mẹ con chị Ly, mẹ đơn thân, thì chúng em là tranh thủ là nay là lên thăm lại bé Vàng, bé của nhà vợ chồng Tênh Vành. Đấy, ngày trước là cháu là bị não úng thủy. Đấy, nên là lên đến đây à, nhà là khóa rồi. Nhà là cửa khóa rồi. Mùa này có thể là đang là mùa gặt, chắc là nhà của Tênh Vành là đi gặt rồi. Nay dưới kia thấy mọi người là đang gánh lúa đông lắm. Ngày trước nhà thì nhà của vợ chồng Tênh Vành là đằng trước này thì có cái gốc tre rất là to, thì bây giờ đã chặt cái gốc tre kìa, còn dê kìa, ủa kìa nữa kìa. Đây là dê của nhà A Quả với lại nhà A Tênh là nhốt chung. Ồ, cháu có thấy nhà Tênh Vành đi đâu rồi không? Đi gặt lúa à? Vậy chắc là tối mới về. Có nghĩa là vừa hỏi con của nhà anh Cá là anh Tênh, chị Vành là đây là đi gặt lúa các bác. Ngó qua nhà A Quả tí xem nào. Đây, A Quả, A Tênh với lại nhà cụ Sùng là cùng xóm. Không thấy người, chắc không có nhà, chắc đi đâu rồi. TV đang bật. Ô, chị Cầu ơi, A Quả ơi, TV vẫn đang bật kìa, không thấy người đâu. Xem điện đóm nào. Úi giời, nồi niêu xoong chả. Úi giời ơi, sao mà lộn xộn thế này. Quần áo là rất là hay quen là vắt hết lên trên cái bờ rào B40 này. Này có cái vườn rau, cây rau cải. Đó đằng sau thế nào. Mấy ngày hôm nay ở trên chúng em thì thời tiết là sáng thì mưa, trưa chiều thì nắng. Mình xuống là thăm cụ Sùng một tí. Cháu chào ông. Vâng, khỏe chứ ông? Này là ông nọ, đám ma là mọi người là mang củi đến. Vâng. Cái cua ma bây giờ nó chính ở cái trung thị mình rồi. Vâng. Chạy nó không phải rồi. Chào vợ nhá. Ít của nhà anh Pao là con cụ Sùng này, giờ là của ông rồi. Vâng, này cái mít là rất là sai quả các bác ạ. Ôi dồi ôi, chữ quả luôn. Đây là cái mít này, mít dai nhỉ ông nhỉ, hay mít mật nhỉ? Đấy, chữ quả luôn này. Ôi dồi ôi, nhiều lắm các bác. Cái này mít trắng à? Mít dai. Cái chữ đâu rồi ạ? Thằng chữ ngủ à, nó không dậy. Chữ đang ngủ à? Vâng. Bây giờ thì bố chúng nó mất rồi thì lại ông lại vất vả thêm nữa nhỉ. Ông lại khổ thêm nữa. Không biết là làm thế. Cũng rất là may là có cô Huệ Hương và các mạnh thường quân là giúp đỡ ba ông cháu là có ngôi nhà để mà ở, chứ đến tầm giờ này nếu mà không có nhà ở chắc là cái nhà cũ là đổ lâu rồi ông nhỉ. Vâng. Nên bây giờ là bố mất rồi thôi vẫn còn ngôi nhà tình thương mà các cô các bác là dành tặng cho ông với các cháu, thì còn có chỗ để mà ở và là không sợ mưa gió.
Bây giờ thì bố của các cháu mất rồi thì ông cố gắng nhá. Hôm mất là cháu cũng lên đây, nhưng mà lúc đấy là chắc ông mệt quá, ông ngủ ở đây nên cháu không gọi ông. Vâng. Dạ. Mình để u một lúc thì phải một lúc, phải một tí thì mình dạy. Vâng, dạ. Thế ông là cứ phải cố gắng ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe được. Vâng. Chào ông nhá. Vâng, cháu đi đây ạ. Vâng. Vâng. Giờ là chúng em à ra ruộng xem à nhà Tây à gặt lúa thế nào. Ôi, sao mấy đứa kia không mặc quần áo à? Nhà Tây à đang làm lúa kia. Rồi chào em, ôi ôi ướt hết cả người. Các bạn ơi, ở trên chúng em ấy, thì bây giờ đang là cái mùa gọi là cuối vụ của mùa gặt vụ chiêm. Và bắt đầu chuẩn bị là cày cấy, chuẩn bị cấy vụ mùa. Đây được cái là thời tiết nắng nóng nên là có thể cấy được hai vụ. Chứ nhiều nơi vùng cao là chỉ có thể là cấy được một vụ thôi. Buổi chiều chiều là khi mà mọi người là phụt lúa xong thì đốt rơm để tạo ra những làn khói à, trông rất là đẹp. Ở trên chúng em thì có một số hộ không chỉ riêng là nhà A Tinh mà còn có nhiều nhà là mọi người là không có ruộng, không đủ ruộng làm thì sẽ xuống ở dưới này để mà cấy rẽ. Đấy. Ở chỗ chúng em thì có một số nhà là bây giờ là họ không làm ruộng nữa thì họ sẽ cho mọi người cấy, cấy để ăn chia, cấy chia ba. Thế sau khi mà nhà Tinh là phụt xong thì bây giờ sẽ chuyển máy phụt là đi chỗ khác phụt. Hôm trước là Tinh là đầu tóc là rất là dài, đây là cắt tóc ngắn gọn rồi đây. Hôm trước là dài như tổ quạ, thời tiết thì nóng. À, chào Vành. Bé Vàng đâu? Sao ở nhà không thấy? Cậu cũng thế à? Chứ không là phụt lúa này mà bụi này mà cho con ra đây thì chết, ốm bụi lắm. Bây giờ về chứ hay là còn đi đâu phụt nữa? Đây là khung cảnh cánh đồng lúa ở quê chúng em đây. Vành vẫn cứ nhỏ con vậy thôi, thấy không lớn được. Này là khô chưa? Hả? Khô chưa? Chưa. Vậy phải phơi nữa. Trưa nay nó gặp bị mưa cơ mà. Trưa nay có vài hạt mưa. Thank you.
Bây giờ sẽ phải chở thông đi để mà phơi khô. Mình làm một phát hai bao. Vậy là tuy à, người nhỏ bé con mà khỏe lắm. Kìa cái vàng kìa. Đó này đi bò. Đi xuống rồi này. Quẩn lá rồi. Bà biết đi chưa? Phải. Biết bò rồi. Bị cái này là sẽ bị chậm phát triển hơn. Nó khỏe rồi nhưng mà nó cứ to như thế rồi. Chắc nó không được bé hẳn như thế. Không biết được hẳn không? Nhưng cảm giác nó bị to ra nhỉ, đúng không? Hay là lâu rồi không gặp nên nó thế nhỉ? Không, lâu không gặp nó thế là nó... Lâu không gặp nó thế nhưng mà cái này nó... Con nhỏ nó mới to, bây giờ thì nó cũng nhỏ nhỏ hơn nhỉ? To mới... Cùng này thì chắc nó to lưng nhưng mà nó cũng có... Nó không phải được hẳn. Nhỉ? Nó không là chìa khóa rồi. Chìa khóa ai cầm? Bố nó. Nhỉ? Con được cái thứ thêm mới... Nó vẫn thế mà. Vẫn thế à? Ồ, mũi đôn. To cái người vẫn thế thôi. À. Đúng nọ về bây giờ này kiểu vợ chồng em ít đi đây xong là lâu lâu nhìn thấy thì đầu nó khác hẳn đầu của người khác thì nó của những đứa khác thì đầu nó lần nào nó nhỏ hơn đấy. Lúc trước ra đầu nó to hơn ừ, đó, lúc trước nó này to hơn. Bây giờ thì nó khỏe rồi nhưng mà cái này thì sau nó... này này cái cục sau này là trước to nhất rồi nhưng bây giờ nó bây giờ nó với cái chán này ngày trước cũng thấy to rồi nha. Em bé thấy rồi, khỏe mạnh lanh lợi này là em mừng lắm rồi. Đấy trời nắng nóng này thì gửi ai trông được thì gửi chứ đừng có đem nó ra ruộng nó nóng ốm ra. Cũng ốm á. Em bé rất là đáng yêu. Đấy, nhờ có các cô các bác giúp đỡ đấy. Em bé vàng mới khỏe mạnh. Cỡ nghịch quần áo ướt hết rồi cái áo mà không mặc. Mặc áo vào cỡ. Thế nào, xem mà nhà cửa hai vợ chồng này. Đông nhỉ cái ổn viêm. Tình bình là khá là gọn gàng và sạch sẽ. Sáng nay mới quét cái nhà còn chưa kịp hôn đấy phải mặc áo vào đấy nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ này nhá Tình nhá à đây, tấm hình kỷ niệm năm ngoái là đi bệnh viện được một năm rồi đấy nhỉ bé vàng là đi xuống Hà Nội ấy nhỉ từ lúc đấy đến bây giờ được một năm rồi hơn một năm rồi đấy đây, đây là hình ảnh ngày trước em bé đây. Bé xíu xì xìu hôm đấy là đầu rất là to nha. Đầu to mà. Thật sự thì chúng em là không biết nói gì chỉ biết là cảm ơn là tất cả các cô các bác là đã giúp đỡ bé vàng giúp đỡ vợ chồng Tinh Vành là có nhà ở thì mới không sợ là mưa nắng. Chỗ cười. Cụ Sùng vợ chồng Nhã Quả và vợ chồng A Tinh đều như thế đều được các cô các bác mà giúp đỡ và thấy là nhà Tinh này là sạch sẽ này thì chúng em là rất là vui cô Sùng cũng vậy Nhã Quả thì vẫn còn khá là bừa bộn cái này là củi của ai đây à mấy vàng kiểu ú rồi
đáng yêu quá. Nên là mua cho bé hộp sữa với lại bánh kẹo. Đây, ra đây cô bác sữa cho nhá. Đây hai chị em chia nhau nhá. Sữa. Uống đi. Đừng bóp. Đấy đúng rồi, giỏi quá. Này cho em bé nhà chị này. Này. Đây, cầm lấy. Nào, bóc cho cợ nào. Ôi, cợ là ngứa đầu nóng. Đây. Xin chưa? Vì nói xin chưa? Bạn bánh có gói bánh gạo với lại gói bánh. Ê, hey, cười. Uống đi. Hầu sữa. Này chắc là phải tầm một thời gian nữa nhỉ, chắc phải mấy tháng nữa mới biết đi. Vâng, bây giờ nó biết đi tí thì một tháng thì nó đi được tí. Không bóp, uống rồi không bóp. No. Nó ra biên gọi tiền cỡ đấy. Thế á? Nó cỡ nào? Đổ hết rồi. Mất đâu cái gì hầu. Thôi đi chất. Cho chồng chú. Cỡ phải húp. Dâm. Em bé rất là đáng yêu. Nè, chú có túi gì đây? Chưa ăn được đâu, nấu chín mới ăn được. Tôi xem ạ. Đây mở cái cánh cửa này ra cho nó thoáng. Đấy. Rộng rãi thoải mái. Các bác ơi, ngày nay thì chúng em là lên thăm bé Vàng ấy, thì trước đó là tiền của bé Vàng là còn 25 triệu thì ngày nay anh chị mua là sữa với kẹo là hết là 250.000, thì bây giờ là anh chị là trao cho vợ chồng em là 5 triệu. Số tiền này là để thứ nhất là mua sữa này, mua đồ ăn cho bé Vàng. Và sắp tới cái mùa cấy này thì hai vợ chồng có thể sử dụng số tiền này để mua phân bón cũng được nhá. Để mua đồ ăn ngon cho bé Vàng, tầm bổ tí bé Vàng là còi quá. Thì chị đếm nhá. 1 triệu, 2 triệu, 2 4 6 8 10 3 triệu này. 2 4 6 8 10 4 triệu, 2 4 6 8 9 10. Anh chị là gửi vợ chồng em là 5 triệu nhá, đếm đi. Đây là tiền của bé Vàng. Đây là tiền mà các cô các bác là giúp đỡ bé Vàng là đi bệnh viện và vẫn còn dư đấy. Trước đó là còn 25 triệu và ngày hôm nay là chúng em là tổng gọi là chi cho nhà Tênh Vành là 5.250.000, thì bây giờ là số tiền là còn 19.750.000, thì chúng em là số tiền này chúng em tiếp tục là giữ cho hai vợ chồng đấy, để mà lần sau là có việc gì dùng hoặc là để mua đồ ăn các thứ là cho bé Vàng. Tại vì bây giờ nếu như mà đưa một cục hết cho vợ chồng Tênh Vành thì sợ là hai vợ chồng là cũng sẽ không có giữ được số tiền này. Số tiền này cũng để mà đề phòng xem là tới cái lúc nào đó mình cần, và khi nào mà bé Vàng là tái phát hay là có cái triệu chứng bất thường thì sẽ còn có tiền để mà cho bé là đi bệnh viện nhá.
Đấy, nhớ là không được tiêu cái số tiền này lung tung. Đấy, mua ít thịt hay là cá trứng để cho các con ăn. Đấy. Không, vành là cũng còi quá, thấy tênh là cũng không thấy lớn. Vẫn vậy à. Cháu cảm ơn các bác các cô đã giúp đỡ vợ chồng cháu, đưa tiền cho vợ chồng cháu mua đồ ăn cho con. Cháu cảm ơn các bác các cô rất là nhiều. Vành quên rồi đúng không? Có quên không? Cảm ơn các bác các cô đã tiền cho đấy, rồi còn có nhà để mà ở này là quá mừng rồi. Đấy, vào tầm khoảng thời gian này năm ngoái thì vợ chồng Tanh Vịnh là vẫn còn ở một ngôi nhà là mái che là bằng bạt, xung quanh vây vầu gọi là niếp thôi. Đấy, còn rất là khó khăn. Mà mới đó là sau chỉ có một năm thôi mà bây giờ là cuộc sống của cả gia đình là đều đã thay đổi rất là nhiều. Đấy, gọi là sang một trang mới rồi, có nhà cửa đàng hoàng này, có xe máy để mà đi là cô Thanh Thủy là cô tặng cho này. Ơi, cái này không lấy được. Và còn có cả nồi cơm điện ở nhà thì đều đầy đủ công năng, thì thật sự là chỉ biết là cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy. Khi mà vợ chồng Tanh Vành được các cô các bác là giúp đỡ mà nhà cửa là sạch sẽ như này là chị rất là vui. Chị rất là mừng và chị tin rằng không chỉ riêng là chị mừng mà khi mà các cô các bác là quý nhà hảo tâm các bác là giúp đỡ vợ chồng em ý, mà thấy được vợ chồng em là chịu khó đi làm và sạch sẽ như này là thật sự là anh chị là cũng mừng mà các bác là cũng mừng. Đấy, thế dê là đẻ chưa? Dê đẻ. À, đẻ được mấy con? 2 con. À, thế sao ai bảo là em bán dê rồi? Em chưa bán được. Thật không? Thật. Vành, ra đây chị hỏi tí. Thế vợ chồng em bán dê rồi à? Chưa. Thế á? À, thế là vẫn để ở dưới nhà quả hay gì? Vẫn ở dưới đấy. À. Ở trên đấy thì anh chị đưa cho em thì chắc em cũng không cần được, em cũng mang đi. À, và mình mua linh tinh đúng không, những đồ mà kiểu chi tiêu không hợp lý à. À, cái tiền nong là cất cẩn thận nhá. Ừ, đấy, nếu mà có cái gì thì cứ nói với anh chị. À, đấy, thế là chị tưởng là bán dê thì không phải, thế là tốt rồi. Chứ tưởng bán dê thì thất vọng đấy, buồn đấy. Ừ, để có dê để mà phát triển kinh tế, thí dụ mình thiếu một vài triệu thì con dê nhân giống ra thì mình có thể bán đấy, nhưng mà mình vẫn phải để con giống để mình còn nhân giống. Ừ. Đấy, sữa bánh kẹo là cất đi nhá. Thế anh chị về đây. À, chào. Bye bye nào, thế nào. Bye bye. Các bạn ơi, video ngày nay thì em có xin phép là kết thúc tại đây thôi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo trên kênh. Ôi, con dê về rồi đấy. Kìa. Đấy, đấy.